Xin chào tất cả mọi người nha. Ok, thì mấy ngày mình không ra video clip rồi. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách làm súng bằng tay lá cuốn. Cái trò này thì hồi nhỏ mình đã chơi. Hồi nhỏ mình cũng đâu biết gì đâu. Cắt đại một tàu chuối, cái cắt từ le từng lên nhìn xuống đó. Bắn được. Mình không biết trên mạng có ai làm video clip này chưa, nhưng tôi kệ nha. Quên. Get me, oh, I see the light inside your eyes. You make me feel like